sử dụng các cái kỹ thuật tạo vùng trọng để các bạn lấy các cái thành phần như là chúng ta mong muốn. Trước tiên là làm cái nền. Để tạo cái nền thì các bạn sẽ lấy cái phần công cụ Rectangular Marquee, crop cái này và sau đó thì đưa nó sang đây. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh Ctrl T và các bạn sẽ kéo căng cái này ra để làm cái phần nền cho bài. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lọc lấy cái hình con báo này để chúng ta chuẩn bị là cắt ghép. Lấy công cụ pen và chúng ta sẽ vẽ vào lấy cái con báo này. Sau khi mà lấy được con báo xong thì chúng ta sẽ đưa sang cửa sổ bên kia. À, xem lại cái bài này một chút để xem đến đâu. À, lấy đến quãng đầu này thì đến đây là được rồi. Các bạn có thể là bỏ qua phần đầu. Chúng ta lấy đến đây thôi. Ctrl Enter, sau đó thì chúng ta sẽ kéo con báo sang bên này. Như vậy là chúng ta được cái phần đầu tiên là con báo. Tiếp theo là chúng ta lấy cô gái. Do chúng ta sẽ sử dụng cô này để chúng ta ghép vào trong kia cùng với con báo. Thì chúng ta sẽ quan sát một chút xem lấy cô ấy từ đâu đến đâu. Lấy từ phần đầu cho đến phần sửu tay này. Đây. Bây giờ chúng ta cũng tương tự là chúng ta sẽ dùng công cụ pen và chúng ta sẽ lọc lấy cô gái này.
Sau khi chúng ta làm xong, cũng làm tương tự là chúng ta sẽ tạo ra vùng chọn và sau đó thì chúng ta lấy sang bên này. Vậy là chúng ta có cô gái. Tiếp theo nữa thì lọng lấy phần đôi cánh của con chim này. Cũng sử dụng kỹ thuật pen. Sau khi xong, Ctrl Enter kéo sang, vậy là chúng ta có thêm đôi cánh. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiến hành việc lắp ghép. Thế bây giờ quay trở lại với lại cái bài mẫu thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái cô gái này ghép vào với cái con này như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh Ctrl T. Chúng ta thu nhỏ cô gái này lại làm sao cho nó vừa với lại cái kích thước của cái con báo này. Sau khi mà với một cái kích thước mà nó vừa phải phù hợp với lại cái phần con báo thì chúng ta sẽ... Thực ra thì các bạn cũng có thể là không cần thiết là phải lọng, mà các bạn có thể lấy sang rồi các bạn sử dụng cái công cụ ấy các bạn che đi cũng được. Đấy. Nếu mà các bạn không thích mà lọng kỹ thì các bạn vẫn có thể hoàn toàn là sử dụng cái cách như thế này, tức là lấy cô ấy sang đó. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái kỹ thuật Lightmax, các bạn che đi cũng vẫn được, không nhất thiết là các bạn phải lọng ngay ở bên này, cách nào cũng xong đó. Đấy. Thế thì bây giờ tôi tạo tác con này đi cũng được. Đây, để làm sao cho nó vừa phù hợp với lại cái này, chúng ta sẽ vẽ ra cái vùng chọn, sau đó thì sử dụng bút đen đó. Cô màu đen, các bạn vẽ lên cái nên dùng cái bút mềm để nó phủ một cái phần làm sao cho nó mềm mại vào. Chỗ nào cần cứng thì dùng cứng, chỗ nào cần mềm dùng mềm. Trước tiên nên dùng bút cứng trước để tạo hình cho nó tốt cái khu vực được giấu đi đã, chân này, cái đoạn này là chúng ta có thể xóa rất là nhanh. Cần thiết thì các bạn cũng có thể vẽ ngay vùng chọn ở bên này, đấy, để giới hạn được cái khu vực làm việc của nó. Và các bạn chỉ việc là tô cái màu đen vào xung quanh cái khu vực mà viền này thôi là xong. Ctrl Enter
Bây giờ chúng ta Ctrl Shift Y đảo ngược vùng chọn lại. Đó, và bây giờ các bạn tô màu đen vào cho tôi. Đấy, thì nó sẽ giấu được những cái phần kia. Chỗ nào cần thiết thì các bạn sẽ lấy bút đen các bạn tỉa thêm một chút, bút mềm nhé. Bút mềm tỉa thêm một chút vào lề. Thế sau đấy thì cũng tương tự như thế này thì các bạn có thể là tạo ra một vài cái nơi các bạn cần phải xử lý thêm. Có lẽ là các bạn sẽ làm như thế này. Đây, các bạn tạo ấn lại vào trong mặt nạ để lấy vùng chọn, bởi vì cái đầu của này hơi bị khuyết mà. Cái đầu của này hơi bị khuyết thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ Healing Brush hoặc là công cụ Clone Stamp Tool như thế này. Các bạn nhấn Alt lấy mẫu và sau đó thì các bạn đưa cái này vào đây. Norm Layer. Đây, chọn All Layer để chúng ta có thể là làm việc xuyên qua tất cả các layer. Đấy, thì các bạn sẽ xử lý bằng cách là lấy các cái điểm ảnh ở bên dưới các bạn bù lên để cho nó tạo ra được cái phần đầu, đúng không? Sau đó thì về phần cái tay chẳng hạn, về phần cái tay hay là về phần con báo thì các bạn cũng làm tương tự cho thôi, tức là tạo ra một cái vùng chọn để mà giới hạn được cái phần làm việc ở đây. Đấy, ví dụ như thế này. Thế sau đó thì chúng ta sẽ Ctrl Enter lấy Ctrl Alt. Chúng ta trừ đi như thế này thì chúng ta sẽ có cái phần này, và sau đó thì các bạn cũng làm tương tự nhấn Alt các bạn lấy mẫu đúng không, và sau đó thì các bạn đưa các cái phần màu của con báo này lên đây để xử lý đây. Thế còn phần này các bạn cũng sẽ phải dùng bút các bạn vẽ cho tôi, tức là đương nhiên là nó phải có kỹ năng một chút về về phần giải phẫu tạo hình để các bạn có thể vẽ ghép cái phần tay vào làm sao cho nó phù hợp một chút, chứ không thì nó sẽ không được tốt. Đó. Thế là bây giờ các bạn cũng tương tự, các bạn lấy cho tôi cái mẫu hình từ cái chất liệu từ bên này, các bạn đưa sang, các bạn tái tạo cho tôi một cái phần tay. Đấy, ví dụ như thế. Thế sau đấy thì chúng ta sẽ làm thêm một vài cái thao tác nữa, ví dụ như là đôi cánh như đây, tôi hạ đôi cánh xuống đưa ra phía sau cái cô này, đó, thì tôi có được cái cánh. Để xem lại bảy mẫu một chút nha, hai cánh đúng không? Thế thì trong kia là người ta cóp hai cái cánh riêng, nhưng mà chúng ta cũng có thể là cứ nhân bản đi, cũng không làm sao cả, cánh là cánh thôi, đúng không? Và chúng ta sẽ đưa nó ra phía sau. Vậy là tôi ghép được xong cái đôi cánh. Ở đây có thêm một cái kỹ thuật nữa, đó là kỹ thuật dùng Filter. Filter là như thế nào? Filter là chúng ta sẽ tạo ra một cái bộ lọc. Ở đây thì chúng ta sẽ làm quen với một cái kỹ thuật tạo bộ lọc như sau. Tôi tạo ra một cái layer mới, layer này màu đen, và tôi đặt lên phía trên cái nền này. Sau đó thì tôi vào filter, trong filter này tôi sẽ vào một cái lệnh gọi là lệnh render. Lệnh render này là chỉ liên quan với tất cả những cái gì mà thuộc về hiệu ứng về ánh sáng. Trong này thì tôi sẽ chọn một cái gọi là lens flare. Cái này thì nó mô phỏng một cái kỹ thuật gọi là tạo ra một cái quầng sáng tức là nguồn sáng mà phản chiếu vào trong ống kính máy ảnh hoặc máy quay đấy, và nó sẽ tạo nên một cái lóe sáng. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có những cái kiểu gọi là lens tip, tức là ống kính cỡ khác nhau, ống kính cỡ 50 300 mm, rồi ống kính 35 mm, ống
kính như này và ống kính quay máy quay phim. Các bạn có thể là kéo cái con trượt này để các bạn tăng hay giảm cái độ sáng của cái độ lóe nó bắt ở trong ống kính. Các bạn có thể đưa chuột vào đây để các bạn kéo, các bạn tạo ra được cái góc bắt sáng ở trong cái ống kính. Sau khi mà làm xong thì các bạn nhấp vào đây thì chúng ta sẽ có một cái ánh sáng nó vào đây như thế này. Thế thì các bạn có thể điều chỉnh như sau, tức là tốt nhất là các bạn nên convert to smart filter. Trong cái trường hợp như thế này thì các bạn có thể điều chỉnh được nếu như mà cái filter chúng ta làm mà nó chưa được như ý, đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Render lighting effect. Filter render lens flare. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ nhấp chuột, chúng ta kéo nó vào đây. Nếu mà cảm thấy chưa ưng, đúng không? Các bạn nhấp vào đây và các bạn dịch chuyển cho tôi để nó hạ cái góc độ chiếu sáng xuống. Thế và sau khi mà làm được đến đây rồi thì chúng ta có thể sẽ giải quyết bằng cách là chúng ta thay đổi cái thuộc tính của cái hòa trộn của layer này. Chúng ta cho nó lần lượt thử nghiệm này, làm sao để chúng ta tìm ra được một cái chế độ hòa trộn mà cái nền đen của cái này nó bị mất đi, thế nhưng nó vẫn giữ lại được các cái hiệu quả của cái sự chiếu sáng, đúng không? Các bạn có nhớ cái nào tương tự như thế này không? Bài nào tương tự như thế này không? Bài có cái đồng hồ đúng không? Để ở chế độ screen thì tự động tất cả những cái đậm nó mất đi. Trong này không riêng gì cái screen, nó sẽ có một vài cái nó có đáp ứng được cái điều này. Tức là các bạn sẽ chọn một cái chế độ hòa trộn làm sao vẫn duy trì được cái hiệu quả của cái filter mà tạo ra cái luồng sáng này, nhưng đồng thời thì cái nền đen nó sẽ mất đi. Đấy. Thế thì có vẻ như là phù hợp nhất ở đây của chúng ta nó sẽ là cái chế độ để lighten đi. Như vậy là chúng ta đã có được một cái chiếu sáng này. Nếu mà trường hợp các bạn cảm thấy là nó vẫn chưa đủ, các bạn duplicate thêm cho tôi một cái nữa. Đấy. Thì các bạn trồng thêm một lần nữa lên thì nó sẽ mạnh hơn. Thế ngoài ra thì ở trong cái bài này các bạn sẽ còn thấy là có một cái vương miện này, rồi các bạn thấy nó còn có cái con sư tử này. Con sư tử thì đơn giản thôi, con sư tử thì các bạn chỉ việc là lọc lấy cái con sư tử, sau đó thì các bạn vứt nó vào trong cái góc của nó, và sau đó thì các bạn giảm opacity đi thôi, là các bạn sẽ có cái con sư tử nó mờ ở góc. Cũng không cần phải lọc một cách hết sức là tinh tế, tinh vi làm gì, bởi vì là nó cũng rất là mờ thôi. Đây, ví dụ thế này, tôi lấy và tôi kéo con sư tử vào đây. Sau khi đặt con sư tử vào thì tôi chỉ việc là để nó lên lớp phía trước, thu nhỏ lại, đại thể như thế, và tôi cho nó chỉ độ khoảng 20% thôi cái độ opacity. Thế còn lại thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có cái gì nhỉ? Có cái vương miện. Nếu chúng ta làm vương miện thì chúng ta lại sử dụng cái công cụ này, hoặc là chúng ta tìm ở trong cái thư viện này xem có cái nào tương tự như cái mũ miện nó không. Đây, các bạn lấy cái này đi,
Đó. Bây giờ lấy cái này và chúng ta sẽ vẽ ra một cái mũ miệng. Sau khi vẽ xong mũ miệng rồi thì các bạn sẽ thực hiện cái thao tác là các bạn xóa bớt cho tôi một phần nào đó. Chọn, chọn, chọn. Xóa hết đi. Thì các bạn chỉ còn cái này thôi. Và bây giờ thì việc của chúng ta là Ctrl Enter biến nó thành một cái vùng chọn như thế này. Các bạn có thể vẽ ra một layer mới và sau đó thì các bạn tô cho tôi một màu. Đó, màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Ui. Như vậy là chúng ta đã có cái mũ miệng. Sau đó thì các bạn nhấp giữ Ctrl và nhấn vào đây để tạo ra cái vùng chọn. Sau đó thì vào Select và Modify, vào Expand và cho nó lớn lên như thế này. Và tiếp tục thì các bạn sẽ vào Edit, vào Stroke và các bạn cho tôi một cái đường viền xung quanh của cái thằng này. Nếu mà thích thì các bạn có thể là tạo ra một nháy nữa. Cái nháy là như thế này. Cái nháy thì các bạn sẽ sử dụng bút, đúng không? Trong này các bạn sẽ không lấy cái bút thông thường mà các bạn sẽ phải sổ danh sách ra đây, lấy Astrotus Bros này. Và sau đó thì các bạn đây, các bạn lấy cái bút đó, và muốn cho nó là màu gì thì các bạn sẽ đặt. Về mặt nguyên tắc thì như thế. Thực tế ra thì ở trong cái bài này này, người ta sẽ sử dụng một cái bộ phận bộ lọc ngoài. Bộ lọc ngoài là những cái bộ lọc mà người chúng ta có thể là lấy thêm, ví dụ như là item D, ví dụ như là một số cái bộ lọc khác nó khá nổi tiếng. Thế nhưng mà cái đó thì nó không cho chúng ta về một cái cơ cấu hiểu về cái vấn đề về bộ lọc, mà thực ra nó làm hết cho chúng ta. Nó có thể làm ra rất nhiều hiệu ứng nhưng mà chúng ta hoàn toàn là chúng ta không hiểu được cách làm như nào. Kể cả ví dụ như là cái phần mà làm cái ngọn lửa chẳng hạn, nó cũng có thể làm ra rất nhanh một cái gì đó bốc lửa, nhưng mà hoàn toàn là nó không cho chúng ta cái hiểu về cơ cấu làm việc của Photoshop như thế nào, mà nó làm hộ hết. Thì cái phần ánh sáng này cũng là một cái phần bộ lọc ngoài, nhưng mà thực ra thì chúng ta vẫn có thể làm như vừa rồi để chúng ta tạo ra một cái hiệu ứng mà chiếu sáng.